chả lụa. Đây, tô thịt của Mai Trinh đã sắc sẵn rồi ha. Thì rửa sạch xong sắc sẵn rồi, bây giờ mình sẽ để vô máy, vô cối để mà mình xay ha. Thì bây giờ Mai Trinh sẽ làm cái đây là thịt đùi. Đó, đùi mà có mỡ nữa, cho nên là mình mua về để mình xay. Chứ mình làm chả lụa này mình có thể là mình mua thịt thịt xay tại tiệm nữa cả nhà. Nhưng mà Mai Trinh cả nhà thấy không, chỉ trong vòng có một chút xíu là cái thịt của mình đã nhuyễn, đã đẹp rồi nè cả nhà thấy ha. Đó, rất là đẹp luôn á. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xong rồi mình sẽ lấy ra mình ướp nha cả nhà. Coi thịt của mình nha, cả nhà thấy ha. Đó. Ở đây mình có nước mắm nè. Đó. Ở đây mình có dầu ăn. Còn ở đây mình có bột nổi. Cái này là bột niêm gà nha. Đây là đường. Và đây là khoai tây cả nhà. Tây thì nó sẽ chắc hơn. Mình có nước nước lọc nha cả nhà. Mình đã ướp xong cái gia vị vào rồi ha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tráng ra. Rồi mình sẽ để đông lạnh nha. Đây, cả nhà coi coi nè. Thì bây giờ mình đã đông lạnh xong rồi, bây giờ mình lấy ra mình quết nha. Và nó sẽ làm mềm mềm như vậy. Rất là lạnh nha cả nhà.
con vẫn còn nóng á, mà giòn lắm.